Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với kênh Khoa học Công dân. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trần Ngọc Huân, sinh năm 1988, là giảng viên khoa Tài nguyên nước thuộc trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Hiện nay, tôi đang nghiên cứu về tình hình lũ lụt và thiệt hại do lũ trên lưu vực sông Bùi trong khuôn khổ luận án tiến sĩ tại trường Đại học Rostock, Cộng hòa Liên bang Đức. Như các anh chị và các bạn đã nghe qua các cái phương tiện thông tin đại chúng, lũ lụt trên các lưu vực sông của Việt Nam nói chung và lưu vực sông Bùi nói riêng diễn biến ngày càng phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, các cái thông tin về lũ lụt rất khó có thể thu thập một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. Trong khi đây là những cái thông tin quan trọng giúp các cái cơ quan quản lý nhà nước, các cái nhà khoa học đưa ra các cái giải pháp giảm thiểu và quản lý lũ một cách hiệu quả. Do vậy, cần có một cách tiếp cận mới để cải thiện vấn đề thu thập dữ liệu. Và khoa học công dân là cách tiếp cận mà tôi muốn chia sẻ. Khoa học công dân là sự cộng tác giữa cộng đồng với các cơ quan, cá nhân, tổ chức dựa trên tinh thần tự nguyện để thu thập và chia sẻ các cái thông tin khoa học nhằm tìm kiếm các cái giải pháp cho các cái vấn đề mà xã hội quan tâm như thiên tai, dịch bệnh và môi trường. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông như điện thoại thông minh, mạng Internet, sự tham gia của cộng đồng vào các nghiên cứu khoa học ngày càng mở rộng và phát triển. Mục đích của kênh Khoa học Công dân là chia sẻ các cái thông tin kiến thức về lũ lụt nhằm khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc thu thập và chia sẻ các cái thông tin về lũ lụt lưu vực sông Bùi, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Qua đó, giúp nâng cao hiểu biết của con người về lũ lụt, các cái giải pháp phòng tránh cũng như tăng cường khả năng thích ứng. Bên cạnh đó, kênh cũng chia sẻ các cái kiến thức về khoa học tự nhiên được tổng hợp từ các cái nguồn tài liệu tin cậy, giúp người nghe có thể hiểu rõ hơn về các cái hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin mời các anh chị và các bạn đăng ký kênh bằng cách ấn vào nút subscribe ở phía dưới để có thể nhận các cái thông báo về các cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.